thế giới 24 giờ qua. Điều gì sẽ xảy ra sau khi mọi yếu tố của nền kinh tế đã đạt đỉnh? Sự giảm tốc độ có thể đưa nền kinh tế đến trạng thái vẫn ổn, giống như những năm trước đại dịch. Sau đây là quan điểm của Gina Martin Adam, là trưởng nhóm chiến lược gia thị trường vốn và giám đốc bộ phận chiến lược thị trường vốn ETF, nghiên cứu ESG toàn cầu của Bloomberg Intelligence. Các chỉ báo kinh tế, lợi nhuận doanh nghiệp, giá hàng hóa hay thậm chí là những chính sách hỗ trợ tiền tệ trên toàn cầu, tất cả dường như đều đạt đỉnh và xu hướng giảm là một điều không thể tránh khỏi. Việc mất đà sau khi mọi thứ đạt đỉnh sẽ là một vấn đề đối với các nhà đầu tư. Họ vốn đã lo ngại về đà hồi phục của nền kinh tế Mỹ và triển vọng lạm phát tăng cao hơn. Tuy nhiên, sự giảm tốc có thể đưa nền kinh tế đến trạng thái vẫn ổn, giống như những năm trước đại dịch. Vậy, điều đó có nghĩa rằng nước Mỹ có phải sống chung với lạm phát cao hơn hay không? Câu trả lời là đúng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn. Những động thái phản ứng với đại dịch của Fed đã làm giảm bớt tác động kinh tế của những đợt phong tỏa và tạo tiền đề cho sự hồi phục mạnh mẽ. Tác động của những nỗ lực đó sẽ không sớm biến mất. Tôi cho rằng nhu cầu của người tiêu dùng sẽ vững vàng hơn so với nhiều người dự đoán. Quy mô chưa từng có của những tài khoản chi tiêu liên bang kể từ khi đại dịch bùng phát là rất đáng kinh ngạc. Chi tiêu trong các gói hỗ trợ tài chính của chính phủ Mỹ bằng khoảng 1/4 tổng GDP của năm 2020 khiến ngân sách bị thâm hụt ở mức rất lớn. Việc Fed sẵn sàng đưa ra các chính sách tiền tệ dễ dàng cùng khả năng ứng phó với lạm phát tăng cao đã hỗ trợ đà tăng trưởng và càng làm củng cố quan điểm cho rằng lạm phát vẫn sẽ ở mức cao trong vài năm tới. Ngân hàng Trung ương vẫn đang đi theo kịch bản được đưa ra trong thời kỳ khủng hoảng, mua trái phiếu và duy trì lãi suất thấp và dường như cam kết sẽ đi đúng xu hướng này. Gần một năm trước, Fed đã báo hiệu cho sự thay đổi về khả năng ứng phó với lạm phát để thúc đẩy sự phục hồi cho những năm 2020. Trong nỗ lực đạt được mục tiêu toàn dụng lao động, Fed đã chấp nhận mục tiêu lạm phát trung bình, cho phép vượt quá mức 2%. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương cũng đưa ra chính sách tiền tệ phù hợp hơn để thúc đẩy nền kinh tế, cũng như thị trường lao động. Hầu hết những quan điểm hiện tại về lạm phát đều cho rằng mức giá cao chỉ là tạm thời và nút thắt cổ chai do đại dịch sẽ dần biến mất. Các nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại và nguồn cung của mọi thứ, từ lao động đến hàng hóa sẽ trở lại bình thường. Theo đó, lạm phát sẽ giảm và quay trở lại mức của những năm 2010. Tuy nhiên, lập luận này lại không xét đến những thay đổi trong thương mại quốc tế. Việc giải quyết một số điểm nghẽn của các chuỗi cung ứng thực sẽ làm giảm áp lực cho lạm phát trong thời gian tới. Song, các doanh nghiệp sẽ không ngừng nỗ lực rút ngắn, đa dạng hóa và đảo ngược toàn cầu hóa chuỗi cung ứng trong tương lai. Đại dịch càng kéo dài thì khả năng họ đưa ra cách ứng phó như vậy càng cao. Trong khi đó, công nghệ, trọng tâm của mâu thuẫn trong mối quan hệ Mỹ-Trung là một phần quan trọng đối với chuỗi cung ứng. Sự đổi mới của ngành này và việc sử dụng các nhà cung cấp toàn cầu chi phí thấp là một yếu tố giúp kiểm soát giá cả một cách đáng kể trong hai thập kỷ qua. Xu hướng đó hiện có thể gặp rủi ro khi các nhà hoạch định chính sách đưa ra thêm rào cản đối với các hoạt động thương mại. Chi phí tăng cao là một kết quả tự nhiên từ những nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm ngăn chặn sự gián đoạn trong tương lai. Hơn nữa, đó cũng là hệ quả đối với mong muốn giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của các nhà hoạch định chính sách. Hai yếu tố này có khả năng sẽ mở rộng làn sóng đảo ngược toàn cầu hóa trong suốt một thập kỷ. Nếu việc mở rộng hoạt động thương mại toàn cầu ngày càng trở nên khó khăn, thì khả năng lạm phát sẽ cao hơn. Dẫu vậy, Mỹ sẽ không phải đối mặt với cuộc đại lạm phát những năm 1970. Tiền lương không có khả năng tăng nhanh để đáp ứng với tỷ lệ thất nghiệp như trước đây. Các nhà hoạch định chính sách ngày nay cũng rút ra những bài học từ thời điểm đó và tránh đi vào vết xe đổ. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng cũng khó có thể quay trở lại mức chậm chạp của những năm 2010 do những thay đổi lớn trong bối cảnh kinh tế và chính sách ở những năm gần đây. Sau đại dịch và những phản ứng với cuộc khủng hoảng, một câu chuyện tăng trưởng và lạm phát mới sẽ diễn ra. Nói một cách khác, chúng ta có những lý do chính đáng để lạc quan về triển vọng kinh tế. Các thị trường mới nổi chịu tác động nặng nề nhất bởi những biến động ở Trung Quốc. Khoảng cách tiêm chủng gia tăng, những biến động ở Trung Quốc tạo ra gánh nặng về tâm lý, khiến các thị trường mới nổi bị tụt lại phía sau trong năm 2021.
Việc Trung Quốc siết chặt quản lý lĩnh vực công nghệ vào thời điểm nền kinh tế nước này tăng trưởng chậm lại đã khiến tăng trưởng ở các thị trường mới nổi tụt xuống mức thấp nhất so với các nhóm khác. Sự lây lan của các biến thể COVID-19 cũng đang tạo thêm áp lực. Tiêm chủng ở nhóm nước này cũng tụt hậu so với Bắc Mỹ và châu Âu. Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi. Việc đi lại được nối lại và tỷ lệ tiêm chủng đã gần đạt tới mức miễn dịch cộng đồng. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi vẫn đang phải vật lộn với dịch bệnh và tìm kiếm nguồn vaccine để tiêm chủng cho người dân. Andrew Schiff, chiến lược gia trưởng của Morgan Stanley, cho biết: "Chúng tôi nhận định các thị trường đã phát triển sẽ tiếp tục tăng trưởng trong phần còn lại của năm 2021. Tuy nhiên, các thị trường mới nổi phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ COVID-19, cũng như sự không chắc chắn về các biến thể mới do tỷ lệ tiêm chủng quá thấp." MSCI Emerging Market Index với 1/3 tỷ trọng là các cổ phiếu Trung Quốc đã rơi vào vùng tiêu cực hồi tuần trước. Trong khi đó, MSCI World Index gồm các cổ phiếu của các nền kinh tế phát triển đã tăng khoảng 15% trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, chỉ số tiền tệ của các thị trường mới nổi đã giảm 1% so với đỉnh hồi tháng 6, trong khi đồng đô la vẫn tiếp tục tăng, phản ánh một cơn gió ngược đối với các nước phát triển. Thực trạng của các thị trường mới nổi hiện nay được bắt nguồn từ những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Thời điểm đó, các nhà đầu tư đổ xô vào các cổ phiếu nhạy cảm với nền kinh tế với hy vọng phục hồi hậu đại dịch. Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, từ động lực, Trung Quốc biến thành trở lực khi ban bố hàng loạt các quy định nhằm kiểm soát sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các gã khổng lồ kinh tế. Sự bùng phát của biến thể Delta cũng khiến cho các nhà phân tích hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc khi rủi ro leo thang. Biến thể Delta với khả năng lây nhiễm cực mạnh đã lan đến gần một nửa trong số 32 tỉnh của Trung Quốc trong chưa đầy 2 tuần. Ít nhất 46 thành phố của Trung Quốc đã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, trừ trường hợp thực sự cần thiết. Patrick Chowit, chiến lược gia của JP Morgan Asset Management, cho biết những chính sách kiểm soát mạnh mẽ cùng đà suy yếu ở Trung Quốc đang tác động mạnh lên các thị trường mới nổi. Bên cạnh đó, dịch bệnh bùng phát càng làm mờ đi những triển vọng với khu vực này. Với những gì đang xảy ra, sự bất cân bằng trong phân phối vaccine lại một lần nữa được nhắc tới. Cũng bởi lý do này, Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi xuống 6,3% từ mức 6,7%. Ngược lại, các nền kinh tế phát triển được nâng dự báo tăng trưởng lên 5,6%, tăng 0,5% so với dự báo trước đó. Ji Jianzhan, chiến lược gia của Allianz Global Investor, nhấn mạnh rằng khả năng tiếp cận với vaccine cũng tác động trực tiếp tới tốc độ mở cửa trở lại của các quốc gia. Đó chính là vấn đề quan trọng với các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán giảm sốc, nhà đầu tư Trung Quốc nghiền ngẫm các bài phát biểu cũ của nhân vật đặc biệt để tìm mục tiêu tiếp theo. Sau khi hơn 1.000 tỷ đô la vốn hóa bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong tuần trước, một số nhà đầu tư nhận ra rằng họ chưa dành đủ sự quan tâm đến một nhân vật rất quan trọng, đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo tiết lộ của một số người đang làm việc trong ngành tài chính tại Trung Quốc, các trader đã bắt đầu đào bới dữ liệu và nghiền ngẫm các bài phát biểu của ông Tập để dự đoán ngành nào sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch siết chặt quản lý của chính phủ. Trên các diễn đàn, những vấn đề đang được bàn luận sôi nổi gồm các nội dung trực tuyến, tình trạng bất bình đẳng về giáo dục và đầu cơ giá nhà ở các khu vực có trường điểm. Tencent là công ty mới nhất bị nhắm tới. Cổ phiếu của ông lớn công nghệ này đã lao dốc mạnh sau khi tờ Tân Hoa Xã chỉ trích game online là thuốc phiện tinh thần, làm dấy lên lo ngại ngành game online sẽ bị sờ gáy. Đà bán tháo còn lan sang cả các công ty game Nhật Bản có hợp tác với Tencent. Trước đây, các nhà đầu tư và giới phân tích thường bỏ qua những bài phát biểu như vậy. Nhưng giờ thì mọi người đều biết rằng ông Tập luôn kiên quyết thực hiện những gì ông ấy đã tuyên bố. Dan Wan, chuyên gia phân tích tại Gatecoin Dragonomics ở Thượng Hải cho biết, anh thường xuyên nghiền ngẫm Wu Shizhonor, ấn phẩm được Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành 2 tháng một kỳ. Lâu nay, đọc vị những tín hiệu từ Bắc Kinh luôn là phần quan trọng khi làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc cải tổ bất ngờ trên lĩnh vực giáo dục trực tuyến đã buộc tất cả các nhà đầu tư phải suy nghĩ lại. Giờ đây, họ phải nghiên cứu kỹ những phát biểu của ông Tập và những quan chức hàng đầu trong chính phủ. Một nhiệm vụ khá khó khăn khi mà không phải mọi bài phát biểu đều có thể tiếp cận được.
Bối cảnh càng trở nên phức tạp hơn khi nhiều khả năng ông Tập sẽ tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3, trong khi các vị trí chủ chốt trong chính phủ sẽ có nhiều xáo trộn trong năm tới sau đại hội đảng. Được đánh giá là nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, ông Tập có thể thay đổi chính sách rất nhanh. Theo Victor Xi, giáo sư tại UC San Diego và là tác giả của cuốn sách về Trung Quốc, sau khi thị trường hoảng loạn vì ông Tập chỉ trích các hoạt động dạy thêm ngoài giờ hồi tháng 6, tuần này cơn bán tháo cổ phiếu Tencent chú ý đến một bài phát biểu từ tháng 3 của ông Tập. Trong bài phát biểu đó, Chủ tịch Trung Quốc đã nhận diện các nội dung tục tiểu, phản cảm trên Internet là một trong những vấn đề xã hội cần được giải quyết triệt để. Một yếu tố được các nhà đầu tư chú ý là cơ quan nào đưa ra thông báo. Trong 10 năm trở lại đây, số lượng thông báo liên bộ ngày càng nhiều, cũng đồng nghĩa phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng. Ví dụ, lệnh cấm hoạt động gia sư vì lợi nhuận là do Hội đồng Nhà nước và Ủy ban Trung ương Đảng ban hành, tạo thành một cơ quan có nhiều quyền lực hơn bất kỳ bộ đơn lẻ nào. Theo Jason Su, nhà sáng lập của Raelian Global Advisor, hiện tại, gần như tất cả các ngành đều đang đứng trước rủi ro nếu xét đến những gì mà chính phủ Trung Quốc đã truyền thông suốt thời gian gần đây. Bất động sản, y tế, chế độ hưu trí được các nhà hoạch định chính sách xác định là những vấn đề đang làm suy giảm chất lượng cuộc sống và sự hòa hợp xã hội. Tuy nhiên, cũng đã có không ít lần giới chức phải lên tiếng để trấn an thị trường và cho rằng nhà đầu tư đã hiểu nhầm. Sau cơn bán tháo điên rồ tuần trước, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cam kết sẽ minh bạch hơn và làm cho chính sách trở nên dễ đoán hơn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên đăng những bài bình luận để trấn an các nhà đầu tư. Trong khi bài báo của Tân Hoa Xã chỉ trích game online, tờ Nhân dân Nhật Báo có một bài bình luận khác nhấn mạnh sự cần thiết của việc chính phủ, trường học, gia đình và toàn xã hội phối hợp cùng nhau để bảo vệ trẻ em tốt hơn trước nạn nghiện game. Thị trường chắc chắn sẽ điều chỉnh mạnh trong lúc nhà đầu tư điều chỉnh, kể cả khi câu chuyện ông Tập muốn cải cách ngành nào đã trở nên rõ ràng như hiện nay. Bao giờ chính phủ hành động và mức độ đến đâu vẫn là một câu hỏi khó trả lời và sẽ gây xáo trộn cho thị trường.